Cô xin chào các em học sinh khối 8. Thì tiết trước chúng ta đã học về bài hình thang cân. Thì cô xin nhắc lại về cái bài hình, cái định nghĩa hình thang cân. Hình thang cân chính là hình thang có hai góc kề, một đáy bằng nhau. Và muốn chứng minh một hình thang là hình thang cân thì chúng ta có hai cách nha các em. Cách thứ nhất là mình sẽ chứng minh cái hình thang đó có hai góc kề, một đáy bằng nhau là chứng minh theo định nghĩa ha. Cách thứ hai đó là mình chứng minh cái hình thang đó có hai đường chéo bằng nhau. Hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau thì nó chính là hình thang cân. Vậy chúng ta có hai cách. Bây giờ các em sẽ vận dụng các cách chứng minh một hình thang là hình thang cân để làm cho cô để học bài luyện tập ngày hôm nay ha. Bài hôm nay chúng ta sẽ luyện tập về hình thang cân nha các em. Bài 12 sách giáo khoa trang 74. Cô cho hình thang ABCD. AB song song với CD, khi người ta cho như thế này thì mình biết là AB và CD chính là hai đáy của hình thang nha. AB bé hơn CD có nghĩa là AB là đáy bé, còn CD là đáy lớn. Kẻ các đường cao AB AE nè, BF của hình thang chứng minh rằng DE bằng CF. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình và ghi giải thích kết luận ha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ hình thang ABCD, các bạn nhớ đánh dấu đúng thứ tự ha, A, B, C, D. Tiếp tục cô sẽ kẻ các đường cao AE và BF. Đây, từ A mình sẽ kẻ AE vuông góc với CD. Tiếp tục từ B mình sẽ kẻ BF xong vuông góc với lại CD tại F. Như vậy cô đã kẻ được hai đường cao AE và BF. Cuối cùng ta chứng minh DE bằng với lại CF. Đây các bạn để ý ha. Đây là DE. DE và đây là CF, mình phải cần phải chứng minh hai cái đoạn thẳng này bằng nhau. Vậy ở lớp 7 các bạn đã học chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau rất nhiều rồi ha. Chúng ta có nhiều cách để làm. Thì ở đây muốn chứng minh hai cái đoạn thẳng DE bằng CF thì cô sẽ chứng minh hai cái tam giác chứa hai cái cạnh này bằng nhau. Các bạn sẽ viết giải thích kết luận vào cho cô ha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn chứng minh. Muốn chứng minh DE bằng CF thì ta sẽ chứng minh hai tam giác mà chứa hai cái cạnh này bằng nhau. Tam giác chứa cạnh DE đó là tam giác AED. Tam giác chứa cạnh CF đó là tam giác BFC. Rồi, hai tam giác này nó bằng nhau khi nào? Bây giờ các bạn sẽ xét hai tam giác cho cô ha. Tam giác AED. Tam giác AED là hai tam giác này là tam giác vuông. Tam giác BFC cũng là tam giác vuông tại F, tam giác này vuông tại E. Đó, như vậy có một yếu tố về góc rồi, chúng ta tìm thêm hai yếu tố nữa. Vì là ABCD nó là hình thang cân. Các bạn biết rồi, hình thang cân thì hai cạnh bên của chúng sẽ bằng nhau. Mình đã học về tính chất của thang cân rồi thì hai cạnh bên của chúng sẽ bằng nhau nha các em. Cạnh AB AD sẽ bằng cạnh BC vì đây là hình thang cân. Đó, cho nên là AD sẽ bằng với lại BC. Rồi như vậy ta đủ hai, ta có hai yếu tố rồi, ta tìm yếu tố còn lại. Chúng ta lại tiếp tục suy nghĩ về tính chất của hình thang cân. ABCD là hình thang cân thì hai góc kề một cạnh đáy của chúng sẽ bằng nhau. Như vậy góc D sẽ bằng với lại góc C. Đó. Như vậy chúng ta có thêm một cái yếu tố về góc nữa, đó là góc C bằng góc D. Vậy từ đó có đủ ba yếu tố rồi. Vậy cái hai cái tam giác này nó bằng nhau theo trường hợp đó là cạnh huyền góc nhọn. Bây giờ ta sẽ tiến hành đi chứng minh ha. Đầu tiên ta xét tam giác AED và tam giác BFC có góc E bằng góc F của việc bằng 90 độ theo giả thiết ha. Đây, ta có thể ghi đây là theo giả thiết. Vì giả thiết người ta yêu cầu là vẽ đường cao AE và BF. Tiếp theo, vì ABCD là hình thang cân cho nên là AD sẽ bằng với lại BC theo tính chất của hình thang cân nha các em. Cuối cùng ta có góc C bằng góc D theo giả thiết, bởi vì ABCD nó là hình thang cân. Từ ba cái yếu tố này, từ ba cái yếu tố này thì cô suy ra được ha. ABCD hai tam giác đó là tam giác AED và tam giác BFC, hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Khi hai tam giác này bằng nhau thì khi đó ta suy ra được ED sẽ bằng với lại FC, hay nói cách khác DE bằng CF vì nó là cặp cạnh tương ứng.
Như vậy chúng ta vừa vận dụng cái tính chất của hình thang cân, đó là tính chất về hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau, để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài 13 trang 74. Cho hình thang cân ABCD có hai đáy, đó là AB và CD. Người ta cho AB song song với CD là các bạn biết đây là hai đáy nha các bạn. E là giao điểm của hai đường chéo, hai đường chéo của hình thang đó, chứng minh rằng EA bằng EB, EC bằng ED. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình trước ha, vẽ hình và ghi giải thích kết luận trước. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ cho cô hình thang ABCD. Các bạn nhớ là vẽ hai cạnh AB song song với CD và vẽ hai góc kề một cạnh đáy của hình thang này phải bằng nhau nha các em. E là giao điểm của hai đường chéo, ở đây cô có đường chéo đó là AC và BD, thì E chính là giao điểm của hai đường chéo này. Chứng minh rằng EA, đây EA đây các em, EA bằng EB, EA bằng EB là hai cái đoạn này bằng nhau ha. Tiếp tục là chứng minh EC bằng ED, đây chứng minh EC bằng ED, đó là cái đoạn này nè các em. Đó, phải chứng minh được hai đoạn này bằng nhau. Thì ta cũng làm, muốn chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau thì chúng ta cũng có nhiều cách. Thì chúng ta có thể chứng minh dựa vào tam giác, hoặc ở đây cô gợi ý cho các em ha. Các bạn quan sát cho cô. Cô có ABCD là hình thang cân theo giả thiết, cho nên là cô có là AD sẽ bằng với BC, bởi vì nó là hai cạnh bên của hình thang. Đó, cho nên là hai đoạn này nó sẽ bằng nhau nha các em, nó là hai cạnh bên của hình thang, cho nên là AD sẽ bằng với lại BC. Và cô sẽ có là AC bằng BD, AC bằng BD, bởi vì nó là hai cái đường chéo của hình thang. Đó, các bạn biết là trong hình thang cân thì hai đường chéo của chúng bằng nhau. Rồi, tiếp theo ha. Các bạn sẽ, bây giờ mục đích của cô là cô chứng minh là EAD bằng với lại EC, thì cô sẽ chứng minh tam giác EDC, tam giác này cân tại E. Thì khi đó hai cái cạnh bên của chúng nó sẽ bằng nhau ha. Cái hướng chứng minh của cô là cô sẽ chứng minh tam giác này là tam giác cân. Vậy thì đầu tiên để chứng minh được tam giác này cân thì cô sẽ làm như sau ha. Đầu tiên cô xét tam giác ADC, ADC, các bạn nhìn cho cô tam giác lớn này ha. Tiếp theo tam giác thứ hai, tam giác BCD. Rồi, hai tam giác này có thứ nhất là AD bằng BC, chúng ta vừa mới chứng minh ở trên đây. Tiếp theo là AC bằng BD, bởi vì nó là hai đường chéo của hình thang, chúng ta vừa chứng minh ở trên. Và nó có một cạnh chung, đó là cạnh CD. Thì khi đó hai tam giác này bằng nhau, hay trường hợp cạnh cạnh cạnh. Khi hai tam giác này bằng nhau thì khi đó cô suy ra được hai cái góc này nó sẽ bằng nhau. Rồi, cô nhầm, xin lỗi các em nha. Hai cái góc này nè, nó sẽ bằng nhau. Đó, góc D1 sẽ bằng với góc C1 bởi vì nó là hai góc tương ứng. Rồi, cái tam giác EDC nó có hai cái góc ở đấy bằng nhau như thế này thì nó chính là tam giác cân. Đó, hai góc ở đấy bằng nhau thì nó là tam giác cân, mà cụ thể nó cân tại E. Theo dấu hiệu nhận biết tam giác cân. Rồi, từ đó khi mà tam giác này cân thì cô suy ra được EC bằng ED. Bởi vì tam giác cân thì hai cái cạnh bên của chúng sẽ bằng nhau, vậy thì chính là tính chất của tam giác cân. Vậy cô đã chứng minh được ý đầu của đề bài rồi, các bạn thấy không? Cô đã chứng minh được đó là EC bằng ED. Rồi, để chứng minh EA bằng EB, cô có thể làm tương tự như vậy, cô có thể chứng minh là tam giác ABE là tam giác cân, tuy nhiên là mình sẽ không làm theo cách đó mà cô sẽ làm theo cách khác ha. Các bạn quan sát cho cô ha. Cô có AC bằng BD bởi vì nó là hai đường chéo của hình thang, chứng minh ở trên. Rồi tiếp tục EC bằng ED, ta vừa mới chứng minh được đây. Vừa mới chứng minh trên được, bây giờ cô sẽ trừ với vế ha. Cô sẽ lấy AC cô trừ cho EC. AC mà trừ EC, các bạn nhìn cho cô ha. AC là cái đoạn lớn này ha, trừ cho cái đoạn nhỏ này thì có phải nó ra đoạn AE không? Đây AE cô cần nói tới đây ha. Tiếp theo cô lấy BD trừ cho ED, cô lấy BD trừ ED, BD trừ ED thì có phải là ra đoạn BE không các em? Đây, như vậy khi đó sẽ chứng minh được, vì ha AC
bằng BD, EC bằng ED, nên cô sẽ trừ vế với vế, cô sẽ được ha. AC trừ EC sẽ bằng với lại BD trừ ED. Rồi mà AC trừ CE, AC trừ CE chính là đoạn AE. Còn BD trừ DE, BD trừ DE chính là đoạn bằng đoạn nhỏ EB. Như vậy từ đó cô chứng minh được EA bằng EB. Đó, như vậy đây chính là điều chúng ta cần phải chứng minh ha. Như vậy ta vừa chứng minh được ý thứ nhất là EC bằng ED theo yêu cầu đề bài, và chứng minh được EA bằng EB. Đây chính là điều phải chứng minh ha. Đó, như vậy cô vừa vận dụng các tính chất của hình thang cân, đó là về hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, để cô chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau ha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em sẽ làm thêm các phần luyện tập ở trong sách, các bài tập luyện tập ở trong sách giáo khoa ha.